Hà Anh ơi, nãy giờ là chúng ta đã có những bài hát là mùa, ngay từ đầu là có miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Chúng ta nói về những cái cách đón Tết khác nhau của từng vùng miền, nhưng mà đều là người con Việt cho nên là đều có những cái rất là chung, như là bánh tét, bánh chưng thì cũng rất là chung rồi. Nhưng mà Trang biết được là Hà Anh là đến từ miền Tây quý vị. Vậy là chúng tôi trong IBC TV là chúng tôi có tất cả là miền Đông, miền các miền của Việt Nam luôn đó ạ. À, chúng ta giống như là một cái sự hội tụ của tất cả các người con đất Việt lại cùng với nhau như vậy. Vậy thì Hà Anh có cái cách đón Tết của mình nó có khác một chút nào không? À, cách đón Tết của người miền Tây của Hà Anh thì thường đó là sẽ làm mứt. Những cái loại mứt giống như là mứt dừa nè, mứt gừng nè. Rất là ngọt ngào và rất là ấm áp. Thảo nào Hà Anh rất là ngọt ngào, quý vị ạ. Vâng, cảm ơn Trần Lương. À, và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đi qua một cái mùa đông rất là lạnh giá. Thì bây giờ chính là cái thời khắc cho chúng ta bắt đầu chào đón một mùa xuân mới, ấm áp, hạnh phúc với những điều lành và bắt đầu với những cái điều khởi hành cho một năm mới thật là tốt lành và thật là hạnh phúc. Vâng, và qua đây thì cũng là đêm giao thừa của Chùa Điều Ngự, đài truyền hình IBC TV. Thì Trang Lương cùng với Hà Anh cũng xin thay mặt cho toàn thể các đội ngũ nhân viên của IBC TV xin gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay, cùng những quý vị đang theo dõi trên đài truyền hình IBC TV cũng như là SBTN, lời chúc năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Vâng, và cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, mọi điều được tốt lành nhất. Vâng, và quý vị ơi, sau đây thì sẽ là một giọng ca rất ngọt ngào. Đây là ái nữ của một cô danh ca rất là nổi tiếng, đó là chị Ngọc Huyền. Chị Ngọc Huyền cũng như là chị cả của các chị em ở trong IBC TV vậy đó. Thì đây là cô gái, một cô gái rất trẻ, một tràn trề sức sống, con gái là ái nữ xinh đẹp của chị Ngọc Huyền. Và được thừa hưởng một giọng ca ngọt ngào cũng không thua gì mẹ đâu ạ. Và còn xinh và trẻ nữa, rất là xinh nữa. Thì bài hát mà bé Hà Tiên gửi đến cho quý vị ngày hôm nay sẽ là bài hát Trái Tim Mùa Đông, lời của nhạc sĩ Anh Bằng. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Đường vào tim em mỏi băng giá. Trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến,
Con xin chân thành cảm ơn quý vị ạ.